thay vì chúng ta nỗ lực vận hành thì hãy chuyển đổi thành nỗ lực kiến tạo để tạo ra giá trị cho khách hàng, và không những như vậy tạo ra giá trị cho quốc gia này. Đó mới là thật sự doanh nhân. Chúc mừng các học viên CEO và chủ tịch của tôi. Họ đã đang bước vào một thời kỳ mới với trang bị đầy đủ vũ khí mới để tự tin mới. Và đó là thành công của họ. Sau cái khóa học này thì tôi đã hiểu rất rõ là vai trò của chủ tịch đối với một doanh nghiệp là gì. Và đặc biệt là cái vấn đề, cái sự hiểu biết của chủ tịch đối với pháp lý yêu cầu. Đó là qua cái khóa chủ tịch này thì thực sự là tôi cũng đã được kết nối với rất nhiều anh em chủ tịch của các cái công ty khác, và đây là một cái cơ hội để chúng tôi có thể giao lưu, chia sẻ cũng như là mở rộng cái tệp khách hàng của mình. Sau khóa học chủ tịch, chị định hình được là một là vai trò chức năng rõ ràng của một người chủ tịch nên làm cái gì và cái việc gì nên đẩy cho cán bộ cấp cao của mình, và hình thành xây dựng một cái đội ngũ vững chắc. Từ đó sẽ có cái góc nhìn rõ ràng hơn về việc phát triển công ty theo hình thức cơ chế vốn, đặc biệt là được hiểu rõ về pháp lý một doanh nghiệp thì nó rất là cần thiết. Thầy thì là một cái người truyền đạt nguồn cảm hứng và những cái phương pháp, những cái cách để giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp. Thì một là biết ơn thầy, hai là rất yêu quý thầy.